Những ngày này, thời tiết đang trong đợt rét đậm rét hại, nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C. Thế nhưng nhiều người lao động vẫn phải oan mình, mưu sinh trong cái lạnh cắt da, cắt thịt. Đêm xuống cùng với thời tiết giá lạnh, nhiệt độ ngoài trời khoảng 6 độ C, nhưng bà Nguyễn Thị Quê vẫn phải ra khỏi nhà để đi nhặt rác. Ở cái tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, nhưng vì cuộc sống khó khăn, lại nuôi con bị tâm thần, nên đêm nào bà cũng phải mưu sinh. Chiếc xe đạp cũ luôn làm bạn với bà trong đêm đông. Những đồ vật người ta vứt đi lại là những niềm vui, niềm hy vọng khi của bà tiền bán phế liệu mỗi buổi cũng được khoảng 20 đến 30 nghìn đồng. Càng về đêm, thời tiết càng giá buốt, nhưng vì cuộc sống, bà vẫn phải cố gắng. Và hôm thì được 20.000, hôm thì được 30.000, nhưng cũng đây thì được hơn chục nghìn. Cơ mặc quần áo rét này xong rồi áo mưa kia, quần áo mưa kia. Cũng mưa này này phải mặc quần áo mưa nó mới đỡ rét. Tại góc phố khác, những người bán táo, bán ngô nướng vẫn miệt mài cần mẫn. Trời lất phất mưa lại thêm gió rét nên không có nhiều khách mua. Anh Khả, chị Yến vẫn cố gắng để bán cho hết hàng mới về. Thì cũng phải cố gắng đi với làm nào giờ. Cứ mặc ấm là được, xấu đẹp không quan trọng. Nói thật ra từ tối giờ là bán được ít. Đấy, mà từ trưa giờ là cơm ăn trưa rồi nhưng tối chưa ăn. Đấy, tầm 11, 12 giờ người ta ngủ mình ăn. Giờ chỉ có mặc áo ấm, quần áo ấm và cố gắng đi làm để kiếm cuộc sống thu nhập thêm thôi ạ. Mặc dù đêm khuya, những công nhân này vẫn miệt mài với công việc. Họ quyết tâm khắc phục khó khăn, bất lợi của thời tiết, đẩy nhanh tiến độ công trình, mong tuyến đường sớm hoàn thành để đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Mặc dù thời tiết có mưa nhỏ và giá rét nhưng mà anh em vẫn cố gắng khắc phục, mặc thêm áo, mũ, bảo hộ, găng tay các thứ ủng để đảm bảo sức khỏe để làm việc vào buổi đêm. Càng về đêm, trời càng lạnh buốt. Dù đã khoác lên mình những tấm áo dày, nhiều người vẫn co ro. Bất chấp thời tiết giá buốt, nhiều người vẫn bươn chải lo toan cho cuộc sống gia đình để mong được cái Tết no ấm, đủ đầy hơn.